Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 62 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp Chủ đề của phần 62 này là Sư sửa suy tờ Chê mề sảnh chỉ rễn Tựa đề nó nghĩa là gì nào? Sư sửa suy là 42 tuổi Rồi chê mề sảnh chỉ rễn Sảnh chỉ rễn là người tàn tật hoặc là người khuyết tật Từ sảnh chỉ, âm hán Việt là từ tàn tật đó có nghĩa là khuyết tật như vậy là người khuyết tật đẹp nhất chơi mề sẵn chỉ rỉnh nhưng mà người ta bỏ vào trong cái ngoặc kép tức là đây là một cái cách nói một cái cách ca ngợi một cái người tàn tật nào đó họ có những cái cống hiến cho cộng đồng sư sư suy tờ chơi mề sẵn chỉ rỉnh như vậy mình có thể tạm dịch là người tàn tật hoặc là người khuyết tật đẹp nhất ở tuổi 42 hoặc là 42 tuổi cũng được hoặc là có thể dịch theo cái kiểu khác tức là người tàn tật 42 tuổi đẹp nhất cũng có thể dịch như vậy. Sau đây chúng ta vào trong nội dung của bài. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem mọi người có nắm bắt được nhiều không rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. 中国临汾的宋乃全今年四十二岁，是一个残疾人。二零一八年，宋乃全很想做一件大事情，他希望可以帮助村里的朋友们一起挣钱，所以他开始带大家。 养牛。现在他们养了二十多头牛，这是一个很辛苦的工作。中午的时候，他和妻子会给大家准备午饭，因为他帮助大家一起养牛。他是今年临汾。 mẹ mệt sẵn chỉ rển thì đó là cái nội dung của bài sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé trung của liễn phẩn tơ sung nài chuyển sung nài chuyển là một cái tên riêng sung nài chuyển là tống nải toàn như vậy là mình có thể dịch là anh tống nải toàn người lâm phần liễn phần là lâm phần tên một cái nơi thôi của trung quốc chi nạn sư sư ơ xuê năm nay 42 tuổi sư dĩ cơ sản chỉ rển là một người tàn tật lĩnh ba nạn năm 2018 nghìn một mươi tám sung đại khẩn sàng dỗ ý ta sơ anh tống nại toàn rất muốn khẩn sàng là rất muốn 做一件大事情 ý ta sư là một chuyện lớn Là một việc lớn Ta sư diễn là chuyện lớn Còn chen đây là lượng từ Ý chen ta Anh ấy hy vọng, ấy hy vọng He ấy có, thể, uh, có thể giúp đỡ <coughs> Những bạn bè ở trong thôn Ý là cùng nhau để kiếm tiền số gì tha khai sự tai ta giá dạng niệu cho nên anh ấy khai sự là bắt đầu tai ta giá dẫn dắt mọi người dạng niệu là nuôi bò xin dài tham minh dạng là ở sự tố thủ niệu hiện nay họ đã nuôi tham minh dạng là a sự tố thủ niệu là hơn hai mươi con bò a sự là hai mươi a sự tố là hơn hai mươi thủ là lượng từ của bò tức là hơn 20 con bò. .这是一个 đây là một cái rất là vất vả của công việc. Đây là một một cái tức là một cơ công việc, đây là một cái công việc. Chẳng mà giang được công việc, công việc như thế nào? Hành xin khổ ta công việc là một cái công việc rất là vất vả. Trung ngủ ta sử hồ, trung ngủ ta sử hồ, vào cái giờ trưa, tha hở chi giờ anh ấy và vợ, Huy kể ta chá, chuẩn bị ủ phan hồi đây mình có thể dịch là sẽ kể ta giá chuẩn bị ủ phan chuẩn bị phan là chuẩn bị bữa cơm trưa kể ta giá chuẩn bị ủ là chuẩn bị bữa cơm trưa cho mọi người Yên quê tha băng tru ta giá y sĩ dàng liễu bởi vì anh ấy giúp mọi người Yên quê tha băng tru ta gia y sĩ dàng liễu là cùng nhau để nuôi bò Thá sư chi nén lĩnh phẩn chơi mê tơ sánh chỉ rỉnh. Thá sư anh ấy là chi nén lĩnh phẩn chơi mê tơ sánh chỉ rỉnh là người tàn tật đẹp nhất ở vùng lâm phần của Trung Quốc vào năm nay. Chi nén lĩnh phẩn chơi mê tơ sánh chỉ rỉnh. Thì đó là nội dung chi tiết của bài. Vừa rồi các anh chị và các bạn đã nắm hết chưa ạ? À? Mỗi thắc mắc mọi người có thể viết trong phần comment mình sẽ trả lời sớm cho mọi người nhé và sau đây xin mời mọi người đọc theo mình một lần để chúng ta uh, quen phát âm rồi là quen miệng lưỡi để sau này mình nói nó mới trôi chảy được xin mời mọi người bắt đầu đọc nhé trung của lĩnh phẩm tờ sung này xuyển chin nẻn sư 是一个残疾人。二零一八年，宋乃全很想做一件大事情，他希望可以帮助村里的朋友们。 一起挣钱。他希望可以帮助村里的朋友们一起挣钱，所以他开始带大家养牛。现在他们养了二十多头牛。 这是一个很辛苦的工作。中午的时候，他和妻子会给大家准备午饭。中午的时候，他和妻子会给大家准备午饭。 Vì nó giúp mọi người cùng giảm níu. Nó là những người sản dĩ đẹp nhất năm nay. Kế tiếp nữa, mời mọi người nghe mình đọc nhanh một lần mọi người có thể không nhìn lên màn hình nữa chỉ nghe thôi xem mình đã nghe được hết chưa nếu mà nghe được hết nghe nhẹ nhàng thì xem như thành công một phần và mọi người có thể nghe đi nghe lại nhiều lần sau đó kể lại được kể lại mà không có nhìn lên màn hình không nhìn sách không có nhìn viết viết lại á thì kể được trong khoảng một phút thì xem bao nhiêu mới thành công nhé xin mời mọi người nghe mình đọc nào 中国临汾的宋乃全今年四十二岁，是一个残疾人。二零一八年，宋乃全很想做一件大事情，他希望可以帮助村里的朋友们一起挣钱，所以他开始带大家养牛。 现在他们养了二十头多头牛，这是一个很辛苦的工作。中午的时候，他和妻子会给大家准备午饭，因为他帮助大家一起养牛。他是今年临汾最美的残疾人。 Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 62 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Và cũng chúc mọi người cùng với gia đình an lành, bình yên vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Xin chào mọi người.